Theo khảo sát nhanh của một số ngân hàng, có tới 70% khách hàng được hỏi bày tỏ hài lòng với quy định xác thực sinh chất học khi giao dịch chuyển khoản giá trị trên 10 triệu đồng. Gần 84% số người được hỏi cho biết đã từng giao dịch có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng một lần hoặc quá 20 triệu đồng một ngày. Và có hơn 74% cho biết đã hoàn thành xác thực sinh chắc học đối chiếu với dữ liệu quốc gia về dân cư. Mặc dù có khoảng 1 phần 3 câu trả lời cho biết cảm thấy khó khăn trong việc thực hiện đăng ký sinh chắc học, nhưng 70% người được hỏi cho biết họ đồng tình với quy định và mong muốn có các biện pháp ngày càng hiệu quả để bảo vệ tài khoản. Có 60% người dùng cảm thấy việc sử dụng xác thực sinh chắc học tiện lợi hơn so với phương pháp truyền thống như sử dụng mật khẩu, mã OTP, mã PIN, câu hỏi bảo mật hay xác thực qua email. Ngân hàng nhà nước khẳng định việc thực hiện xác thực sinh chắc học là cần thiết, thêm một lớp bảo vệ nên chắc chắn an toàn hơn trường hợp khách hàng có làm mất giấy tờ bị kẻ xấu mang đến ngân hàng giả mạo chủ tài khoản để lừa đảo tiền cũng khó có thể thực hiện